Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng các tiên tri của Israel là những kẻ đang nói tiên tri, và hãy bảo cho những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn cho những tiên tri dạ dột, theo thần riêng mình mà chưa từng thấy gì cả. Hỡi Israel, các tiên tri ngươi cũng như những con cáo trong chốn hoang vu. Các ngươi chưa lên nơi phá tan và không xây tường cho nhà Israel, đặng đứng vững trong cơn chiến trận nơi ngày Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã thấy sự phỉnh phờ và sự bói khoa giả dối. Chúng nó nói rằng: Đức Giê-hô-va phán. Song Đức Giê-hô-va đã không sai chúng nó, và chúng nó khiến người ta mong cho lời mình được ứng nghiệm. Khi ta chưa từng phán mà các ngươi nói rằng Đức Giê-hô-va có phán, vậy các ngươi há chẳng thấy sự hiện thấy phỉnh phờ và nói sự bói khoa giả dối hay sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va có phán như vậy: Vì các ngươi nói những lời giả dối, thấy những sự phỉnh phờ, này ta nghịch cùng các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Tay ta sẽ nghịch cùng những tiên tri thấy sự hiện thấy phỉnh phờ, bói những sự giả dối. Chúng nó sẽ không dự vào hội bàn dân ta nữa, không được ghi vào sổ nhà Israel nữa, và không vào trong đất của Israel. Các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Thật vậy, bởi chúng nó lừa dối dân ta mà rằng: Bình an, mà chẳng có bình an chi hết. Khi có ai xây tường, này, chúng nó trét vôi chưa sùi bọt lên. Hãy nói cùng những kẻ trét vôi chưa sùi bọt rằng: Tường ấy sẽ xiêu đổ, mưa to sẽ xảy đến. Hỡi mưa đá lớn, bay sẽ sa xuống, và gió bão sẽ xé rách nó. Này, khi tường sụp xuống, người ta há chẳng nói cùng các ngươi rằng: Chớ nào vôi mà các ngươi đã trét trên tường ở đâu? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ nhân giận khiến gió bão xé rách nó. Ta sẽ nhân cơn thạnh nộ sai mưa dầm đến, và nhân sự tức giận sai mưa đá lớn phá diệt nó. Cũng vậy, ta sẽ dỡ cái tường mà các ngươi đã trét vôi chưa sùi bọt, xô nó suốt đất đến nỗi chân nền bày ra. Tường sẽ đổ, các ngươi sẽ bị diệt giữa nó, và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ làm trọn cơn giận nghịch cùng tường và kẻ trét vôi chưa sùi bọt như vậy. Và ta sẽ nói cùng các ngươi rằng: Tường chẳng còn nữa, kẻ trét vôi cũng vậy, tức là các tiên tri của Israel nói tiên tri về Jerusalem, xem sự hiển thấy bình an cho thành ấy mà không có bình an. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Hỡi con người, ngươi khá xây mặt nghịch cùng các con gái của dân ngươi là những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình, và ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. Bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn cho những đàn bà vì mọi cùi tay may gối và y theo tầm thước mà làm khăn cho đầu để săn linh hồn. Ủa kìa, các ngươi muốn săn linh hồn dân ta và giữ linh hồn nó để làm lợi cho mình hay sao? Các ngươi vì mấy nhắm mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục giữa dân ta. Các ngươi nói dối dân ta là kẻ nghe lời dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ không đáng chết, cho sống những kẻ không đáng sống. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta ghét những cái gối của các ngươi, vì bởi đó các ngươi săn linh hồn như đánh bẫy chim.
ta sẽ xé ra khỏi cánh tay các ngươi và thả linh hồn mà các ngươi đã săn như chim bay đi. Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi, cứu dân ta ra khỏi tay các ngươi. Chúng nó sẽ không ở trong tay các ngươi để bị săn nữa. Bây giờ, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống. Vì cớ đó, các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ và không bói khoa nữa. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chương 14. Một vài trưởng lão kia của Israel đến cùng ta, ngồi trước mặt ta. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình vào trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình, làm cho vấp phạm. Vậy ta há để cho chúng nó cầu hỏi ta một chút nào sao? Cho nên hãy nói cùng chúng nó mà bảo rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hễ người nào trong nhà Israel mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình, làm cho vấp phạm, nếu người ấy đến cùng kẻ tiên tri, thì ta, Đức Giê-hô-va, chính ta sẽ trả lời cho nó y như thần tượng đông nhiều của nó, hầu cho ta bắt được nhà Israel trong chính lòng nó, vì chúng nó nhân thần tượng mình mà xa lạ ta. Vậy nên, hãy nói cùng nhà Israel rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi. Thật vậy, hết thảy những người nhà Israel, hết thảy khách lạ trú ngụ trong Israel, hễ ai lìa xa ta mà mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho vấp phạm, đến cùng kẻ tiên tri để vì chính mình cầu hỏi ta, thì chính ta, Đức Giê-hô-va, sẽ trả lời cho nó. Ta sẽ sấp mặt lại nghịch cùng người ấy, khiến nó nên gỡ lạ, giấu và tục ngữ, và dứt nó khỏi giữa dân ta. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Nếu kẻ tiên tri bị dỗ mà nói lời nào, ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, đã để tiên tri đó bị dỗ, và ta sẽ giá tay trên nó, diệt nó khỏi giữa dân Israel của ta. Cả hai sẽ đều chịu tội mình. Tội của kẻ tiên tri sẽ giống như tội của kẻ cầu hỏi, để cho nhà Israel chẳng còn lầm lạc xa ta nữa, và chẳng làm ô uế mình nữa bởi mọi sự phạm phép của nó, nhưng đặng chúng nó được làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, nếu đất nào làm sự trái phép mà phạm tội nghịch cùng ta, và nếu ta giá tay trên nó, bẻ gãy bánh của nó, giáng cho sự đói kém và diệt hết người và vật trong nó, thì dẫu trong đất đó có ba người này là Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp, cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nếu ta khiến các thú dữ trải qua trong đất, làm cho hủy hoại, trở nên hoang vu, đến nỗi chẳng ai đi qua nữa vì cớ các thú ấy, thì dẫu trong đất có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai con gái, chỉ một mình họ được cứu, nhưng đất sẽ hoang vu. Hay là nếu ta sai gươm dao đến trên đất đó mà rằng: Gươm dao hãy trải qua đất, đến nỗi ta diệt người và vật nó, thì dẫu trong đất có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai con gái, nhưng chỉ một mình họ được cứu. Hay là nếu ta sai ôn dịch đến trong đất đó, nếu ta đổ cơn giận mà làm chảy máu nó đặng diệt hết người và vật khỏi nó, thì dẫu có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được nào con trai nào con gái, chỉ một mình họ cứu được linh hồn mình
bởi sự công bình mình thôi. Vậy Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta lấy bốn sự đoán phạt nặng nề, tức là gươm dao, đói kém, thú dữ và ôn dịch, mà giáng cho Jerusalem, đặng hủy diệt khỏi nó người và thú vật. Sự đó quá hơn là dường nào. Dầu vậy, này trong đó còn có kẻ sót lại, cả con trai con gái sẽ bị đem ra. Này, chúng nó sẽ đi ra đến cùng các ngươi. Các ngươi sẽ thấy đường lối và việc làm của chúng nó, thì sẽ tự yên ủi mình về tai vạ ta đã giáng trên Jerusalem, tức về mọi sự ta đã giáng trên nó. Phải, khi các ngươi thấy đường lối và việc làm chúng nó, thì chúng nó sẽ yên ủi các ngươi, và các ngươi sẽ biết mọi sự ta đã làm trong nó, thì ta chẳng làm vô cớ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 15. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, cây nho ở trong các cây khác và nhánh nho ở trong cây rừng thì có hơn gì không? Người ta có thể lấy gỗ bởi nó để làm việc gì? Có dùng làm đinh để treo vật gì được chăng? Này, nó bị ném vào lửa để làm củi. Khi lửa đã thiêu hai đầu và khúc giữa cũng cháy, thì còn dùng được việc gì? Này, khi nó còn nguyên, chẳng dùng làm gì được. Huống nữa là khi lửa đã thiêu nuốt và nó đã bị đốt cháy, thì còn dùng làm trò chi được ư? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Như cây nho trong các cây rừng mà ta lấy làm củi ném vào trong lửa, thì ta cũng sẽ phó dân cư Jerusalem như vậy. Ta sẽ để mặt ta nghịch cùng chúng nó. Chúng nó sẽ ra khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi. Và khi ta để mặt nghịch cùng chúng nó, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ làm đất này ra hoang vu vì chúng nó đã phạm tội. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sách Khải Huyền, chương 16. Bây giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thể này. Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra,
từ ngôi đến mà phán rằng: xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm, đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lân ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Chương 17. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng. Thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự mâu nhiệm Babylon lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 cái đầu, tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa. 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả, 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng, vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn, cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Chương 18. Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống. Người có quyền lớn và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. Người kêu lớn tiếng rằng: Babylon lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng:
hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng? Vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó. Các ngươi hãy làm cho nó điều nó đã làm cho kẻ khác. Hãy báo lại gấp hai công việc nó. Hãy pha cho nó gấp hai chén mà nó đã pha cho kẻ khác. Nó càng khoe mình và chìm đắm trong sự xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó đau đớn khốn khó bấy nhiêu. Bởi trong lòng nó tự nghĩ rằng, ta là một nữ vương ngự trên ngôi mình, không phải là đàn bà quá, và ta sẽ không thấy sự than khóc bao giờ. Vậy cho nên, đồng trong một ngày, những tai nạn này sẽ giáng trên nó. Nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa. Vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó. Thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than. Sợ phải cùng chịu hình khổ với nó nên chúng đứng xa mà rằng, khốn thay, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thạnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các nhà buôn trên đất cũng vì nó khóc lóc rầu rĩ, vì không ai mua hàng hóa mình nữa. Hàng hóa là vàng, bạc, ngọc, châu, vải gai mịn, màu tía, lụa, màu điều, các hạng gỗ thơm, các thức đồ bằng ngà voi, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoa, nhục quế, sa nhơn, hương, dầu thơm, nhũ hương, rượu, dầu, bột mì mịn, lúa mì, bò, trừu, ngựa, xe, tôi mọi và linh hồn người ta nữa. Các thứ trái mà lòng ngươi mơ ước đó đã mất đi rồi. Mọi sự rực rỡ sang trọng đó cũng đã hư mất khỏi ngươi. Người ta sẽ không hề tìm thấy nữa. Các nhà buôn đó đã nhờ Babylon làm nên giàu sẽ đứng cách xa, vì e phải chia khổ cùng nó. Họ sẽ than khóc và buồn rầu mà rằng, khốn thay, khốn thay, thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu. Trong một giờ, sự giàu có sang trọng dường bao đã biến mất hết. Phàm những lái tàu, những người đi biển và thủy thủ, những kẻ buôn bán trên mặt biển đều đứng cách xa, khi thấy khói của sự cháy thành thì cùng kêu lên rằng, có thành nào đã được như thành lớn này ư? Chúng lấy bụi rắc lên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng, khốn thay, khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Bây giờ, một vị thiên sứ rất mạnh lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi những tiếng kẻ khải đờn cầm, kẻ đánh nhạc, kẻ thổi sáo và thổi kèn nữa. Ở đó cũng sẽ không thấy có thợ nào nữa, dầu nghề gì mặt lòng, và tiếng cối xay cũng không nghe nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu nơi đó nữa, và người ta cũng chẳng còn nghe tiếng vợ chồng mới cưới, bởi vì các nhà buôn của ngươi đều là kẻ tôn trọng trên đất, bởi vì mọi nước đều bị tà thuật ngươi lừa dối. Ấy chính trong thành này mà đã tìm thấy huyết các đấng tiên tri, các thánh đồ và hết thảy những kẻ đã bị giết trong thế gian. Thi Thiên 87. Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh. Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn hơn những nơi ở của Gia-cốp. Ở thành của Đức Chúa Trời đã được nói những sự vinh hiển về ngươi. Ta sẽ nói đến Ra-háp và Babylon là những người trong bọn quen biết ta. Kìa là Philistin và Tyre với Ethiopi. Kẻ này đã sinh ra tại Si-ôn. Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng kẻ này và kẻ kia đã sinh ra tại đó. Chính đấng chí cao sẽ vững lập Si-ôn. Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ thì Ngài sẽ kể rằng kẻ này
đã sinh tại Si-ôn. Những kẻ hát sướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng: các suối tôi đều ở trong ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.